Kính chào toàn thể các bác. Trước mắt các bác đang là hai cặp loa bên Bluetooth BM620, một cặp Bluetooth BM620, một cặp Bluetooth DM620i. Đây là dòng loa là hết sức là nổi tiếng của hãng Bluetooth, hàng của anh Nòi sản xuất. Cặp Bluetooth DM620 này là nổi tiếng với cái độ dễ phối ghép âm ly cũng như là khả năng của nó chơi đa thể loại nhạc trong cái tối ưu, trong cái tầm giá chất âm thì trong cái tầm giá thì không còn gì để nói nữa, quá là tuyệt vời luôn. Cặp này thì hàng rất là hot, em về cặp nào là hết cặp đấy, lâu rồi thì bây giờ mới về thì hai cặp hiện nay là đang có hàng, vừa mới về xong. Hai cặp này về đẹp xuất sắc nhé, gân còn zin nguyên, góc cạnh thành quách là đẹp xuất sắc, không sứt mẻ. Loa chép là còn căng mọng, đây là chép màng nhôm, chép đo màng nhôm, chép căng mọng nhé, chưa hề cấn móc. Loa chép còn rất là đẹp, gân zin, toàn bộ zin. Sơ qua về cặp Bluetooth 620 này, nó sử dụng hai loa bass 20cm, màng carbon, gân cao su, zin, một loa chép dom. Đằng sau của nó thì đánh cầu loa BY, bắp chuối. Một cái cặp loa rất là đẹp, dòng loa rất là đẹp, rất là hay. Trong cái tầm giá dưới chục triệu mà chọn được một cặp Bluetooth hay như thế này thì quả thực là khó. Hơn nữa thì nó vô cùng là dễ phối ghép âm ly, rất là dễ phối ghép âm ly. Các bác đánh âm ly nào cũng được. Dòng này em bán rất là nhiều và được phản hồi rất là tích cực từ các bác. Đó. Các bác xem qua về thành quách của em nó còn rất là đẹp. Nó sử dụng là cái vỏ gỗ màu lông chuột, không phải màu đen, màu sáng lông chuột. Rất là đẹp. Thành quách rất là đẹp. Đằng sau nó đánh cầu bắp chuối mềm với kép DM620. Em xem đi. Rất là đẹp luôn nhé, coi nhìn nhé. Em sẽ quay nốt cặp này cho các bạn xem. Các bác nhìn thành quách của nó còn rất là đẹp, không hề sứt mẻ. Cặp này là 620i nhé, 620i sử dụng cặp loa bóp chuối, loa đánh cầu BY rất là hay. Cặp này thì hiện giờ bên em đang bán với giá là 8.600.000 đồng, một mức giá khá là hợp lý, phù hợp với nhiều anh em chơi nhạc, giá rất là hợp lý, dễ ghép âm ly. Các bác chỉ cần phối âm ly 4-5 triệu nữa là thành bộ nghe hay lắm rồi. Hai đôi này bên em về đẹp xuất sắc và nguyên zin. Bác nào có nhu cầu xin mời liên hệ với em, Đạt Audio Hà Nội 098 358 6968. Bên em ship hàng toàn quốc, giá một cặp loa là 8.600.000 đồng. Các bác có nhu cầu xin mời liên hệ với em. Hai cặp loa còn rất là đẹp và về rất là hiếm, tìm được hai cặp đẹp như này. Bác nào có nhu cầu thì xin mời liên hệ với em sớm nhé. Các bác xem video thấy hay thì nhớ cho em một like cũng như một share, đăng ký kênh bên em để theo dõi các sản phẩm mới nhất. Em xin mở lớn nhạc một chút để các bác cùng nghe cái chất âm của cặp này nhé. Dòng này thì nó cho ra cái chất âm bass rất là mềm và sâu, trung âm quá ngọt ngào, giải chép bông tơi, cực kỳ bông tơi và chi tiết. Nói chung là quá hay trong tầm giá luôn, tầm giá 8.600.000 đồng.
xa không âm rõ hương xa nghìn đêm vắng nhà. Mây mù che núi cao, rừng sương che lối vào, đồng ruộng mênh mông nước, đêm đêm nằm đường ngăn bước thù, áo nhà bình thường linh lĩnh thương quê, vì đời mà đi. Gió linh đón thay sắc về làm phân xanh cây lá, lê mê gió mưa mùa, Tây Ninh nắng nung người, mà trận địa thì gương máu tươi, đồng tham vắng bông hồng hỏi tôi yêu ai. Ân tình theo gót chân, bọn đi xa đánh trận, trong cơn lốc xưng tao gọi mày thương quá gần, bốn vùng mang lưu liên bướm bâng khuâng. Cặp loa rất là hay ạ, bác nào có nhu cầu thì xin mời liên hệ sớm với em nhé. Cặp này thì chắc là không còn được lâu đâu, trong cái tầm tiền thì em rất là ưng ý cặp loa này. Các bác kiểu phối ghép với một âm ly Nhật khoảng 4-5 triệu đồng đánh đã hay lắm rồi. Thì rất là nhiều bác hỏi nhé. Hôm nay hàng về rồi, thì bác nào có nhu cầu xin mời liên hệ với em. Em xin kết thúc video ở đây. Hẹn các bác vào video tiếp theo ạ. Nhớ đăng ký kênh bên em.